Ấn Độ là thị trường tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Và mới đây, tờ Tin Nhanh Ấn Độ nhận định về xu thế tăng của vàng thế giới trong thời gian gần đây. Nguyên nhân xoay quanh một từ khóa, bất ổn. Cụ thể theo lời ông Ravindra Rao, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Hàng hóa tại Kotak, giá vàng thế giới đã tăng nhanh chóng trong vài tháng trở lại đây, giữa lúc đồng đô la Mỹ suy yếu, các biện pháp kích thích phục hồi nền kinh tế được triển khai, cùng với dòng vốn đầu tư mạnh mẽ, các ca nhiễm tăng cao cùng với căng thẳng Mỹ-Trung đã tạo đà tăng cho giá vàng. Một nguyên nhân quan trọng nữa là khi tài chính toàn cầu lao đao vì dịch bệnh, tiền được in ra không giới hạn, thì nguồn cung vàng trên toàn thế giới gần như chẳng thay đổi gì khi trong 20 năm qua chỉ tăng có 1,6%. Và khi các loại hàng hóa hay kênh đầu tư khác đều lao dốc về giá trị, ví dụ như dầu hay trái phiếu, thì vàng lại phát huy vai trò là tài sản trú ẩn an toàn. Với nhu cầu mua vào cao, tất yếu giá vàng sẽ tăng. Nhưng ai đang mua vào vàng? Đây là một câu hỏi rất quan trọng trong bối cảnh giá vàng leo thang. Theo tờ Forbes, đối tượng mua vàng trước đại dịch Covid và sau đại dịch là rất khác nhau về bản chất. Trước đại dịch, bên mua vàng chính là những người mua nhỏ lẻ, dưới dạng vàng trang sức. Và các công ty công nghệ mua vàng vì đây là một phần của dây chuyền sản xuất một số bộ phận như là chip hay bán dẫn. Cuối cùng là các ngân hàng trung ương. Cả ba đối tượng mua vào này đều sẽ giữ vàng rất lâu và không có ý định bán ra kể cả khi vàng tăng giá. Những nhóm này chính là những chiếc mỏ neo, góp phần giữ cho giá vàng bình ổn. Nhưng sau dịch bệnh, một nhóm mua vàng khác nổi lên, chính là các nhà đầu tư. Họ mua vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh mục vàng ETF. Và mục đích của họ không phải là để sản xuất hay kỷ niệm dịp gì, mà để bán ra chốt lời ngay khi vàng tăng giá. Chính vì thế, mặc dù vài tháng qua, lượng vàng trang sức bán ra ở cả Ấn Độ và Trung Quốc đều lao dốc, nhưng mà vàng trữ trong các hầm của các quỹ đầu tư thì lại tăng phi mã. Vàng sẽ tăng đến bao giờ? Rất nhiều các chuyên gia về thị trường đánh cược vào con số 2.000 đô la Mỹ một ounce cho giá vàng thế giới. Nhưng hầu hết trong số này đều chỉ dùng từ ngắn hạn khi nói về đà tăng. Còn tương lai xa thì không ai dám chắc. Tuy nhiên, một cảnh báo quan trọng hơn đó là sự biến động của thị trường kim loại quý này bây giờ cũng không kém rủi ro so với thị trường chứng khoán. Theo tờ Forbes nhận định là giá vàng có thể trượt giá nhanh và nhiều, chẳng khác gì cổ phiếu. Và những nhà đầu tư đang nắm giữ vàng phải chuẩn bị tinh thần cho thời điểm tương lai không lấp lánh như bây giờ nữa.